Đây là đường xuất phát của anh em người FDA sông Hàn với thủ môn mang áo số 1 Ngô Văn Quyền, các cầu thủ còn lại gồm có số 5 Văn Nhật. Còn đây là các cầu thủ Đà Nẵng, họ sẽ ra quân với số 4 đội trưởng Nguyễn Thanh Tuấn. Như vậy là hiệp đấu đầu tiên trận đấu giữa Hiếu Hoa Đà Nẵng và GF Bia Sông Hàn đã được bắt đầu. Tấn Tịnh, cái người Hà Văn Chánh nhả lại Tuyến Hải, cú đá tương đối tốt của Tấn Tịnh. Lúc này trận đấu cùng giờ thì có vẻ như Bê Tông 26 Gia Lai đã có được bàn thắng vào lưới của Tâm Cường Phát Gia Lai. Đưa bóng vào, đánh đầu, bóng đã tới được cái đầu của Đình Hóa, nhưng đó không phải là một pha bóng có phần chủ động đến từ cầu thủ đang chơi ở vị trí tiền đạo của anh em GFB Sông Hàn. Với trận đấu mà có lẽ những pha bóng chết nhiều khả năng sẽ làm nên chuyện. Đưa sang, dứt điểm, rất nguy hiểm, tỷ số được mở dành cho anh em GFB Sông Hàn. Và đó là Đình Hóa. Đình Hóa vẫn tỏ ra rất nguy hiểm với những tình huống bóng nhanh. Và vừa rồi đó là một cú quăng chân đầy chất lượng của Đình Hóa. Đúng như tôi đã đề cập, những pha bóng chết sẽ làm nên chuyện ở pha bóng này. Những nhịp nhấn nhá đầy khó chịu của Văn Nhật khiến cho hàng phòng ngự của Hiếu Hoa Đà Nẵng mất đi phần nào sự tập trung. Hiệp Phú Sàn đã chống trả rất điểm ngay. Tiếp tục là một pha bóng có bài đến từ Hiếu Hoa Đà Nẵng. Đứng điểm cuối cùng là Tuấn Bình. Quả phạt góc dành cho Hiếu Hoa rất nguy hiểm. Bóng vừa cắt ngang khung thành của GFB Sông Hàn. Không có một cầu thủ nào có được điểm cắt ở pha bóng này. Ta vừa xem lại, bóng chạm một cột dọc khá nguy hiểm, đưa sang, cơ hội bàn thắng gỡ hòa đã tới dành cho Hiếu Hoa Đà Nẵng. Những sự thay đổi trong hiệp đấu thứ hai này của Hiếu Hoa Đà Nẵng đã tạo ra sự khác biệt khi Ngọc Đen là người đã nhả lại một đường nhả rất vừa tầm của Ngọc Đen dành cho Hiếu Phú Sàn. Cơ hội dứt điểm, đó là câu trả lời, đó là câu trả lời của anh em GFB Sông Hàn. Niềm vui của Hiếu Hoa Đà Nẵng không kéo dài được quá lâu. Cú đúp của Đình Hóa, câu trả lời gần như là ngay tức thì. Phút thứ 43, Hiếu Hoa có được bàn thắng gỡ hòa. Thì đến phút thi đấu thứ 44, Đình Hóa một lần nữa đưa GFB Sông Hàn một lần nữa vươn lên. Rất khẩn trương, Thành Tuấn. Đó là đẳng cấp của đội Hiếu Phú Sàn và Tuấn Đình. Đưa chuyền chuẩn xác đến từng mm của Hiếu Phú Sàn. Và Tuấn Đình là người cũng đã cho thấy đẳng cấp của mình với quả bất vô lê này. Không phải là một cú bù, bó là một cú đá bằng lòng trong. Cú đá rất hay. Dứt điểm, rất đẹp mắt. Nhưng chưa có bàn thắng dành cho các thủ Hiếu Hoa Đà Nẵng. Tình huống setup tuyệt vời của Hiếu Hoa Đà Nẵng nhưng may mắn chưa đến với họ. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Một tình huống làm chúng ta liên tưởng tới bàn thắng của Toni Kroos. Đây sẽ là cơ hội. Và đó là tình huống kết liễu của trận đấu này. Đó là bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Cũng đã quá kỹ thuật của Tấn Tịnh. Tấn Tịnh một lần nữa cho thấy cái duyên ghi bàn của mình tại DPL. Bóng đã đi ra ngoài sân. Và như vậy là trận đấu cũng đã chính thức khép lại. Chiến thắng chung cuộc 3-2 nghiêng về Hiếu Hoa Đà Nẵng. Họ đã có được bàn thắng ở phút thi đấu thứ 70 cộng 5 để giành chiến thắng một cách đầy ngây thơ.